Tới rồi, bên trái. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra nè. Rồi, xinh. Được chưa? Rồi, được luôn. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi, mời em trai. Xin chào mọi người, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Cảnh, năm nay 33 tuổi. Em quê Thanh Hóa và em hiện tại đang sống làm việc tại Đồng Nai. Em làm công việc gì Cảnh? Em làm nhân viên kỹ thuật. Em vào lâu trong này lâu chưa? Em vào học trong này và làm việc tới bây giờ khoảng 13 năm rồi. 13 năm rồi, vậy hiện tại mình đang ở với ai nè? Hiện tại bây giờ em đang sống một mình. Sau này định lập nghiệp ở đây luôn hay đi về quê? Định hướng của em là lập nghiệp trong này. Rồi, rồi mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Em tên là Trịnh Thị Hiền, hiện tại em 33 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em là giáo viên tin học trường cấp 2 ạ. Vậy là mình sống ở Vũng Tàu luôn? Dạ vâng ạ. Có ngày nào xuống Vũng Tàu chơi chưa? Tắm biển? Dự kiến là cuối tuần này em sẽ du lịch ở Vũng Tàu ấy chị. Trời ơi, bây giờ em có ngại quen bạn gái ở hơi xa chút xíu không? Bây giờ thì cái khoảng cách nó không còn là ý nghĩa nữa. Quan trọng là cái người đó có phù hợp với mình hay không thôi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Điểm mạnh của em là nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì thứ nhất là em không hoạt ngôn. Thứ hai là em rất là sạch sẽ. Khi mà em làm bất cứ một cái việc gì á, thì em cũng phải rửa tay, em phải rửa bằng nước rửa tay cơ. Ủa, cái đó mà là khuyết điểm hả? Cái đó là ưu điểm chứ. Em không, em cảm thấy đó là khuyết điểm của mình ạ. Là mình bị sạch quá. Dạ đúng rồi ạ. Mình sạch quá thôi mà mình có bắt đối phương phải sạch theo hay bắt những người xung quanh phải sạch theo mình không? Nếu mà mọi người xung quanh em mà sạch theo em được thì tốt, còn không thì cũng không sao ạ. Kỹ vậy thì em có hay đi ăn ở ngoài không? Dạ em cũng có đi ăn ở ngoài nhưng mà cũng không thường xuyên ạ. Rồi, em thì sao nè? Điểm mạnh của em thì là hòa đồng, dễ tiếp thu trong việc, chịu được áp lực cao trong việc. Còn điểm yếu của em là dễ tin người. Có mất mát tiêu hao gì chưa? Có, cũng mất mát, cũng tiêu hao. Vậy hả? Có tiền dư không cho chị mượn chứ? Gì mới nghe mượn tiền cái tự nhiên giống như hết muốn nói chuyện luôn. Không rồi. Tại vì không có tiền nên chị hỏi câu đó nó hơi khó nên. Ủa vậy nếu em có tiền anh cho chị mượn sao? Còn tùy vào khả năng rồi chị. Đó. Ví dụ chị mượn vài ba ngàn thì sẵn sàng em cho mượn chứ. Mượn vài chục ngàn thì cao quá. Vài ba ngàn đô chứ vài ba ngàn đồng chị mượn làm chi? Em tình trường của mình thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em trải qua 2 mối tình và một mối tình chia tay cách đây cũng được 4 năm. Tại sao chia tay? Khi đó thì em học năm đầu của đại học, em học ở Đồng Nai. Còn bạn đó thì ở quê, một năm về thì chỉ gặp nhau được vài ngày Tết thôi. Thì em nhớ có một kỷ niệm là một năm đó, khi năm đó em về thì cô ấy có tặng em 3 cuốn nhật ký. Ý thì trong 3 cuốn nhật ký đấy thì có ghi lại những cái kỷ niệm, những cái ngày tháng mà những cái nỗi nhớ nhung của cô ấy dành cho em. Thì khi đọc thì cảm giác rất là cảm động. Thì cái khoảng cách xa quá nên là cái thời gian liên lạc nó ít dần và đến bây giờ thì không liên lạc nữa. Cuốn nhật ký đó là hiện giờ cổ giữ hay em giữ? Những cuốn nhật ký đấy em giữ. Là cổ gửi, cổ tặng em luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cất không? Em còn cất nhưng mà hiện tại em không mang đi thôi đây. Giả tỷ bây giờ em lấy một người vợ, em yêu người vợ đó lắm, hai chồng lấy nhau. Nhưng mà cô đó cũng không, cô cứ mỗi lần nghĩ tới mấy cuốn nhật ký của em làm gia đình bất hòa. Cổ muốn em là phải thủ tiêu mấy cuốn nhật ký đó đi thì em xử lý như thế nào? Nếu như mà trong hôn nhân thì mình luôn luôn phải tôn trọng đối phương. Nếu bạn nữ muốn em tôn trọng bạn nữ thì bạn nữ phải tôn trọng những cái quyền riêng tư của em. Thì em sẽ không làm điều gì đó để mà có lỗi với cái đối phương của mình. Thì mình có những kỷ niệm mà trong cuộc đời này thì nó chỉ là bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm thôi. Phải bắt trước chị, biết không, thơ tình của chị giấu hết. Giấu đâu biết không, giấu đâu giờ chị quên luôn rồi. Hồi xưa chị nhớ chị đục tường xong chị nhét vô chổng, xong cái chị lấy phấn chị trám lại. Bây giờ chị quên tường nó nằm ở đâu luôn rồi. Có phải vì lý do đó mà chị có tên Cát Tường không? Cũng có thể vậy. Với lại thật ra nó đùa thôi, là những cái đó chị sẽ gửi ở nhà của ba mẹ riêng của chị, chứ chị không cất trong nhà của mình. Tại vì mình cũng phải tôn trọng cái người hiện tại, mình tôn trọng cái quá khứ của mình, mình cất vào một chỗ riêng. Và riêng thì đừng có để người ta thấy. Thấy là ai cũng ứa gan hết trơn em. Nếu mà chị thấy thì chị cũng xé luôn, nếu khỏi cần bạn kia đồng ý hay không đồng ý kệ. Tại vì hiện tại mình phải sống cho hiện tại và tương lai. Quá khứ cất lại gói ghém kỹ, đúng không em? Dạ đúng rồi. Em về gửi ba mẹ đi. Nay lâu lâu mình về nhà thăm ba mẹ, sẵn mình thăm mấy cuốn nhật ký luôn, cổ đâu biết. Dạ. Được không? Giờ đó thì em sẽ học hỏi chị. Đúng rồi, học hỏi chị. Ủa chị chỉ vậy được không em? Dạ em thì
em không muốn những cái cuốn nhật ký đó còn nữa, là em muốn trả lại cho người cũ. Giờ tao đâu có gặp cái cô cũ nữa đâu mà trả. Ví dụ giờ em là vợ anh đi, đó giờ em xử trí mấy cuốn nhật ký đó là sao? Dạ là em muốn là thủ tiêu luôn, không còn nhớ gì những kỷ niệm cũ nữa. Thủ tiêu cái là xé nó luôn, đốt nó luôn. Không, đó là tùy anh á, anh muốn làm cách nào của anh á, thấy nhẹ nhàng thì anh làm. Vậy là cách của chị là đem về giấu nhà ba mẹ anh là đúng không? Không mà anh phải thủ tiêu đi ạ. Thủ tiêu có nghĩa là mãi mãi đừng để cho anh thấy ba cuốn đó. Dạ, và sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Nghe rõ chưa? Mà chị dám cá với em luôn, phụ nữ nào cũng như vậy, chị không nói xấu phụ nữ mà chị dám cá 100% với em luôn. Còn những cô nào mà nói với em là em tôn trọng anh, kể ra chuyện đi là xạo, hoặc là những cô đó lòng tự trọng cao không dám nói rõ sự thật, thề luôn, cô gái nào mà dám nói tôi nói sai, cô gái đó hãy tự coi lại, không dám nhìn thẳng vấn đề, thủ tiêu đi nhé. Rồi, được chưa em? Dạ được ạ. Rồi tới phiên em, tình trường sao nè? Dạ em đã trải qua chính thức là một mối tình ạ. Dạ cách đây còn 1 năm ạ. Để chị hít thở chút, mỗi lần chị nói chuyện người ta chị ghen thôi mà chị cũng mệt. Chuyện người ta các tường ơi, phải chuyện mình. Tôi tưởng tượng ba cuốn nhật ký đang hiện nguyện trong vòng tôi xé bỏ. Dạ lý do tại sao chia tay? Dạ lý do chia tay là thứ nhất là anh đó gia trưởng, thứ hai là độc đoán, ít quan tâm đến bạn gái và đôi khi là còn là keo kiệt nữa. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một người chồng trong tương lai mình là người như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m62 hoặc là cao hơn thì càng tốt. Về tính cách thì là kiên nhẫn, chịu khó, vui vẻ và chân thành, chưa lập gia đình và không theo đạo. Khoan, để cái vế chưa lập gia đình đúng không? Dạ đúng. Có nghĩa là em cũng không có chịu người đã đổ vỡ rồi, là em cũng không đồng ý luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Lý do tại sao? Dạ trước đây là họ đã có một cái mối quan hệ là không hạnh phúc hoặc là không bền vững chẳng hạn. Thì bây giờ khi mà họ đi xây đắp thì mối quan hệ mới thì họ sẽ có một cái gì đó lấn cấn ở mối quan hệ trước hay là một gì đó, nên là em không thích ạ. Cho nên là ba cuốn nhật ký vẫn triệt tiêu nha em nha. Dạ. Rồi tiếp tục, em có đạo không? Em không có đạo chị. Rồi được ha, hai cái đó ổn rồi ha. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Nửa truyền thống và nửa hiện đại. Cái truyền thống ở đây á là bạn gái mà biết chăm lo cho gia đình, đối nhân xử thế. Còn cái hiện đại á là phải luôn luôn biết làm đẹp cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Ừ. Luôn luôn biết đổi mới mình á. Tới là vẫn được. Về ngoại hình em muốn sao? Thì em cao 1m67. Thì em muốn một người phụ nữ thấp hơn anh em một xíu. Số phận đã cho cái nào thì xài đó. Số phận cho gì? Gì đáp cái gì? Số phận cho cái nào xài cái nấy. Môi trường làm việc của em có nữ không? Môi trường làm việc của em là rất là nhiều nữ, duyên số nó chưa tới chị. Nhiều là bao nhiêu? Ủa em làm gì, sản xuất kỹ thuật gì mà liên quan gì tới nữ? Tại vì công ty của em là trong em là làm bên bộ phận kỹ thuật, 95% là nữ. Công ty em nhiêu người? Khoảng 5-6 ngàn người. Trời đất ơi, có nghĩa là 3-4 ngàn nữ. Dạ. Mà không có nhìn được, không có tia được em nào hết trơn. Hay là anh khó tính quá? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Không chị, 100% là thích gái chị. Mà tại sao 3-4 ngàn phụ nữ mà không có lựa được ai? Đôi khi cũng lựa nhưng tại người ta không lựa mình. Anh bèo quá vậy anh. Hay là mình không có tấn công, không có tập trung đúng mức? Có thể là đó là lý do mà hôm nay em gặp bạn nữ đang ngồi đối diện em đó chị. Phải đầu tư sức người, sức của, thời gian, công sức mới có được thành công, an cư mới lập nghiệp. Muốn lấy vợ mà không có nhà, có cửa, không lẽ lấy vợ về bắt nhờ ở nhà trọ? Cái lý do mà em tới bây giờ em cũng mới lấy vợ muộn là tại vì trong em luôn luôn lúc nào có suy nghĩ là mình phải an cư lập nghiệp, công việc ổn định, kinh tế vững chắc thì mình khi đó mình tiến tới hôn nhân, mình lập gia đình thì mình sẽ không làm khổ cái đúng người bạn của mình. Thì em cũng có dự định rồi, là đất đai thì em cũng có sẵn rồi. Có sẵn rồi đúng không? Dạ có sẵn rồi. Tiền xây nhà có chưa? Dạ tiền xây nhà thì đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu, xây nhà to nhỏ. Thôi kệ, dù sao nó cũng có vốn sẵn rồi. Được, lo sự nghiệp trước, ổn định, báo hiếu trước. Những người đàn ông như vậy em phải trân trọng. Chị nói chuyện vui vui vậy thôi nhưng mà chị để ý kỹ lắm. Đâu đâu em có hình ảnh gì không cho chị coi? Em cả ạ. Rồi hình dịp 1m67, kiếm thử coi anh đó là anh nào. Em cao mét mấy cưng? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi cao lắm à nha, cao 1m62 nha. Ai? Có khả năng là cô này. Khà khà khà. Căng quá nhờ. Căng lắm đâu có dễ cưng. Cô nào, ủa anh nào? Dạ em đoán là anh này. Tại sao đoán anh đó? Qua các cái nói chuyện thì giống như là em có cái linh cảm như vậy linh đó chị. Linh cảm hả? Tưởng linh cảm là đúng hả? Để đó đi từ từ coi. Cô nào? Cô này.
sao đón cô đó? Tại vì cái cách nói chuyện của bạn rất là nhẹ nhàng. Hay quá ha, nói y như là đúng rồi vậy đó. Xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cái linh cảm của mình hôm nay như thế nào nha. Nếu đúng các bạn đó là thầy bói rồi, rất tiếc không phải. Rồi, so lại cái hình đi ạ. À, đâu ạ? À, em đây đúng không em? Sai bét. Dạ không phải anh ạ. Sai có thời à? Dạ. Sai bét. Nhìn ở ngoài rồi mà còn sai là bị phạt. Không, lúc này làm chỉ người này. Nhưng mà bây giờ nhìn ở ngoài rồi mày còn chỉ vô người sai nữa là sai bét nữa là bị phạt. À rồi. Đâu? Chỉ sai cái nữa quýnh liền luôn nè. Đâu? Hình này. Chị bạo lực quá phải không em? Đâu, cô ấy đâu, chỉ đi, bị phạt chơi nè. Nhẹ nhàng hít đất 20 cái cưng. Đất 20 cái cưng. Hình này. Rồi sai bét, bước ra hít đất liền nhìn tới chế luôn. Ảnh đâu? Thế. Dạ anh đây ạ. À, vẫn đây luôn hả? Ủa phải anh không? Dạ, chắc sai chị là chị sai, anh đúng rồi. À vậy à? Em đây đúng không em? Đúng nói đó chị. Vậy mà nãy giờ chị tưởng đây không à? À vậy hả? Rồi chị bớt em 10 cái, hít đất 10 cái thôi. Tại chị sai. Mày hít đất luôn hả? Hít đất 10 cái cưng. Nhanh hít sao tiếng ăn cơm được chị? Trời ơi đứng lên, lẹ lên, mất thời gian quá. Rồi đây nè, đây nè, ừ thôi nằm dài đó cũng được. Cười hả? 1, 2, ê ăn gian quá. 3, 4, 5, trời ơi 6, 7, 8, 9, 10. Ờ à, ủa tưởng nữa chứ. Ăn cơm nổi không cưng? Chắc ăn được đó chị, cố gắng ăn được. Tặng qua, tặng qua. Anh tặng em. Mong dạ, em làm mãi luôn xinh đẹp như những bông hoa này. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh ạ. Trời ơi bé dạ, này cao dữ trời. Cảm ơn anh. Trời ơi bé này nó cao quá. Ê nó nghe nè, mình đứng lên mình đo thử cái coi cho vui nè. Đi 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 đi. Cao hơn rồi. Đâu đâu vén vén cái quần lên coi coi mang đôi giày bà lớn. Bà ác ghê luôn, bà cao 1m62, bà quất đôi giày thêm 7 phân nữa, tội nghiệp nhỏ. Rồi về hồi nãy cưng nói câu là cao thấp gì trời cho thì ráng ha em ha. Dạ. Ok bắt ghế lên cũng được cưng. Cần mua giày độn không chị, để chị nhờ mấy bạn ca sĩ nam mua cho cưng đôi giày độn. Không đến nổi đâu chị ơi, không nổi, phải tự tin lên. Đúng rồi, phải tự tin lên, ngén lên chứ. Đúng rồi gì? Chị chịu em rồi đó. Mở cái quà gì cưng? Anh mở nha. Dạ vâng ạ. Nữa sao cái cuốn sách này nhiều người tặng nhau quá vậy ta? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Ủa đời đang sống không vui sao ai cũng đòi thay đổi vậy? Một câu nói rất là hay, em cũng rất là thích câu nói này. Thích luôn hả? Dạ đúng rồi. Sao chị chẳng thấy gì thích hết trơn á? Như thế tôi không đang vui mà. Tự nhiên ai cũng biểu tôi thay đổi chi vậy? Tại sao em tặng cuốn sách này cho ảnh có ý nghĩa gì? Có dạ, thông điệp gì muốn gửi gắm không? Em muốn gửi tới anh thông điệp là chúng ta hãy đơn giản hóa cuộc sống, vị tha và làm cho người khác hạnh phúc ạ. À, ấn tượng đầu tiên khi cánh cửa này mở ra của em là gì? À, nhìn bạn gái thì rất là dễ thương, mọi người thì rất là hiền, dịu dàng. Có nửa truyền thống, nửa hiện đại gì không? Mọi người truyền thống. Ừ. Chết trời thiếu chút hiện đại có sao không? Không sao chị, chờ cho cái nào mình nửa cái đó. Em ba phải quá à. Còn em, khi cánh cửa này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Dạ, hiện tại thì em chưa có cảm xúc gì. Vì khi mà em đã gặp và biết một người em phải gặp vài lần thì lúc đó em mới có cảm xúc hoặc là nhận xét về họ. À, em là thuộc dạng là từ từ cảm nhận đúng không? Dạ vâng. Có nhiều người là ta chơi cứ màn cú sát ái tình, thấy là yes or no liền. Và bây giờ đến phần ăn trưa. Dạ, em vẫn có sức, mới hộp có 10 cái vẫn ăn được đúng không em? Ăn tốt đó chị, ăn tốt chứ. Mời hai em thưởng thức một món ăn. Trời ơi nhìn nó đẹp quá, ai nỡ ăn trời. Đây là món bò rất đặc biệt, rất nổi tiếng mà mắc tiền lắm đó nha. Bò Wagyu. Món bò này thì em mới cái lần đầu tiên em Nhật Bản thì em có nghe món bò đó là bò Kobe. Ừ, còn cái này là bò Wagyu. Cũng hai em hãy trải nghiệm, hãy ăn thử nha. À, vừa ăn vừa tâm sự, ít phút sau chị Tường sẽ quay lại nha. Em mời anh. Em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con thứ hai ạ. Con thứ hai, gia đình nhiều đông anh em không em? Dạ gia đình em có 3 chị em ạ. Con trai hay gái đâu? Dạ nhà em có 3 chị em gái ạ. Dạ em mời anh ạ. Ừ, mời em. Em vắt chanh vào, ăn dễ ăn hơn. Em thích ăn chua không? Dạ không ạ. Một tuần như vậy thì em dạy 3 buổi. Dạ em dạy cả tuần ạ. Dạ vậy anh có sở thích gì ạ? Anh nhìn sở thích thì du lịch, thể thao. Thế du lịch thì anh thích đi du lịch trong nước hay là ngoài nước ạ? À, hiện tại thì về kinh tế của mình thì chỉ có đủ khả năng để mình du lịch trong nước thôi. Và dạ, trong những tỉnh thành ở Việt Nam thì anh đã đi rất là nhiều. Dạ em thì em cũng thích đi du lịch, à, rồi là nấu ăn, rồi đi bộ. À anh có hút thuốc không ạ? Không anh không hút thuốc. Dạ. Ủa dạ, bò chị... ngon không? Sao không ăn vậy? Dạ ngon nhưng mà em cảm thấy là nó đỏ đỏ nên là em...
Nó vậy đó chứ thật ra nó chín hết rồi, nó rất là ngon luôn. Bây giờ chị cho các bạn chơi một trò chơi nữa nhỏ nhỏ cho vui. Mỗi bạn hãy bóc một lá thăm của chương trình, đọc lớn yêu cầu trong này lên. Rồi, đọc lớn lên đi em. Vâng, em sẽ đọc lớn. Theo bạn, trình độ học vấn có quan trọng hay không? Vì sao? Em bóc luôn đi rồi, để tôi coi ai trả lời câu đó. Dạ. Hai bạn thử nhìn nhau không chớp mắt trong 30 giây, người thua sẽ nhận hình phạt từ người còn lại. Mình chơi trò chơi này trước đi. Rồi. Vui hơn nè, hai bạn nhìn nhau trong 30 giây, ai chớp mắt trước chịu hình phạt. 1, 2, 3, bắt đầu. Cô chớp rồi, cô chớp lia lịa luôn á, chưa chơi tôi thấy cô chớp lia lịa rồi. Phạt cổ đi em. À, em phải làm một cái hành động mà đáng yêu nhất. Làm đi em. Có đáng yêu không em? Đáng yêu chị. Trời ơi, đáng yêu rồi đó hả? Em dễ dãi quá. Vì em đáng yêu rồi đúng không? Rồi, theo em thì trình độ học vấn có quan trọng không? Cái học vấn cũng là rất là quan trọng. Vì cái học vấn đó nó dạy cho chúng ta là một con người trưởng thành hơn và một con người có trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Đấy, trong tình yêu thì khi mình yêu là mình yêu cái tính cách của người đó. Còn cái học vấn đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì mình muốn thay đổi thì nó cũng không còn thời gian để mình thay đổi nữa. Cái gì mà học vấn mà là quá khứ? Thì bây giờ thí dụ như tình yêu rồi mới là quá khứ chứ học vấn sao quá khứ? Mình muốn chọn một cái người nào đó mà thí dụ như là học cao đại học, học cao học gì đó. Thì nhưng mà cái người đó bây giờ là đến tầm đó tuổi rồi. Mà chưa học đến tầm đó thì mình cũng không thể đòi hỏi được nữa. Người ta nói học nữa học mãi. Nếu em thích học thì bao giờ vẫn học được. Chị hiện tại đang có bạn học cao học. Học thấp là học thấp, học cao là cao học, học không cao là học thấp. Bây giờ tóm lại em thích học thấp hay học cao? Tóm lại là em thích một người là có văn hóa, biết đối nhân xử thế. Rồi bây giờ mình đến màn giao lưu người thân. Hôm nay em đi với ai? Em đi với anh của em. Em hôm nay đi với ai? Em đi với chị đồng nghiệp ạ. Chị đồng nghiệp, dạ. Mời đồng nghiệp vào. Rồi chào hai bạn. Trước tiên em giới thiệu trước đi nè. Cảm nhận của em cảm giác là cô gái này như thế nào nè? Thứ nhất thấy ngoan mà. Ngoan mà chị? Ngoan. Dạ. Nói rõ rõ, chị tưởng em nói ngon. Dạ. Ngoan. Theo như em thì em khuyên bạn trai em là nên bấm nút hay không bấm nút? Nên bấm nút. Dạ. Rủi nhưng mà bạn ấy không chịu bấm nút thì em tính sao? Không bấm thì em bấm cho. Dạ, chào chị. Hôm nay mình thấy cặp đôi này như thế nào ạ? Xin chào chị Cát Tường. Thì nhờ mình là quan sát để cho những cái lời khuyên em ấy. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên của chị về cái anh chàng này á là chững chạc. Quan điểm thì nó chưa có rõ ràng lắm nhưng mà nó chững chạc. Em mong ước là một người phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống. Dạ. Thì em đang thấy một cô Hiền rất là truyền thống nhưng em chưa thấy cái bề mặt hiện đại của cô ấy đâu. Và chị là người xác nhận cho cô ấy là trước mắt em là một cô gái không phải ngoan mà ngon mà xịn nữa. Thì chị khuyên em nên cho mình một cơ hội. Bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Bấm nút vì sự lựa chọn của mình, bấm nút vì sự rung động của mình chứ không phải vì sự lịch sự. Đồng ý hiểu không? Dạ, em hiểu chị. Rồi, nhá. Bây giờ là đến giờ phút đưa ra quyết định của hai bạn. Đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy cảm nhận lắng động lại. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi cho chị hỏi em gái sao em không bấm nút. Dạ thật sự là từ khi cái nhìn đầu tiên của em thì em cũng chưa có cảm xúc. Và sau một quá trình nói chuyện thì em cũng chưa có cảm xúc. Nên là em không bấm. Em cần cái thời gian chậm từ từ mới cảm nhận được đúng không? Dạ. Cô gái không bấm nút thì em có suy nghĩ gì không? Thì nói chung là cái gì nó cũng một cái lý trí của người đó. Thì còn cái chuyện bấm hay không thì đấy là do cái thể phân. Em chưa tạo được cái cảm giác, cái niềm tin đối với bạn. Thật ra chị cũng buồn, chị cũng tiếc lắm luôn. Vì Tường cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ sớm tìm nữa một nửa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Thay mặt Bình Chánh khúc nào em? Dạ em ở Bình Chánh, ở thị trấn Tân Túc ạ. Rồi mình làm cô giáo mầm, mình sinh năm 9 mấy vậy bé? Không, em sinh năm 88. Sinh năm 88 hả? Dạ. Rồi ok. Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em á, em là một đứa vui vẻ, tự tin, tự lập, chủ động và chân thành. Trang ơi,
Rồi điểm yếu là cái gì? Em dễ buồn á, dễ buồn hoặc là nhạy cảm. Thì Nhạy em cảm, cảm xúc của em dễ bị ảnh hưởng bởi người khác á. rồi em được bao nhiêu mối tình rồi tại sao chia tay? Dạ em được chắc tầm 2 cho tới 3. Lý do chia tay là đơn giản là vì em có lẽ lúc đó còn trẻ chị, cũng chưa hiểu biết gì nhiều nên thành ra nhiều khi mâu thuẫn đó, rồi cái im lặng kéo dài rồi mình chia tay, Dạ rồi khi có những cái không phù có hợp cái nữa. gì có gì Rồi, em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đang đi làm đúng không? Dạ phải ạ. Rồi rồi thôi cố gắng nói nhanh làm chị xíu ha. Dạ. Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì em thích cao từ 1m7 trở lên hoặc 1m68 cũng được. Còn công việc thì em thích một người mà điềm đạm, trưởng thành, có công việc và thu nhập ổn định, không có lông bông, cái kiểu như mình trưởng thành tí xíu, chững chạc, điềm đạm. Rồi anh nói ly hôn được không em? Dạ được, không sao Rồi dễ quá ha, gia đình em đồng ý không? ạ. Em chưa nói gia đình chị. Trời ơi. Kiểu như em thì nếu mà có ly hôn cũng được không sao, nhưng mà quan trọng là cái người đàn ông có tính cách như thế nào, em quan trọng về cái tính cách và cái đạo đức nhiều hơn. Rồi, ok, điểm em không thích ở người đàn ông là gì? Sự không tự lập và không có trách nhiệm. Rồi. Ok. Chị hỏi chị xin lỗi nay nhưng mà cái này tại chị nhìn không rõ nhưng mà răng em là có vấn đề gì không? Dạ có à, đâu có gì đâu à. Ừ. Anh là bình thường hả? Có bị gì không? Dạ không, đây là như thế này ạ à. Ok. Ok, đủ răng đúng Dạ không? Em có ca hát gì được không? dạ có ca hát được nhưng mà từ khi em đi dạy mầm non giọng em yếu hẳn ra nên em không có ca Trời nổi. ơi, vô la hét tụi nó lắm hay sao mà yếu hẳn Dạ ra. không, không có la hét nhưng mà do mình làm nhiều á chị, số lượng bé nhiều á, mình nói la hét cũng là một phần Ừ. số lượng bé đông á, rồi công Ừ. việc á nên thành ra Ok. sử dụng giọng nói rất là nhiều á. Rồi, ok em. Rồi, nếu mà được chọn thì chắc chương trình sẽ liên lạc lại với mình nha. Rồi trao đổi thêm nha. Rồi, cảm ơn em. Em chào chị ạ. Ok, mình nhìn thẳng vô camera điện thoại ha, tại vì chương trình có quay lại cái đoạn clip ngắn của mình á. Rồi mình đầu tiên giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đi. Ở gần chút xíu không cơ. Rồi, mình tên là Bùi Thị Minh Thư, mình quê mình ở Hải Phòng. Mình sinh năm 1980, hiện tại là mình đang làm phụ quán ở dưới dưới đây cái Tân Bình. À là làm ở trong Sài Gòn luôn. Dạ đúng rồi, mình làm trong Sài Gòn mà trước kia là trước khi vô khoảng chừng 2 3 bữa là mình hiện cũng có nhà ở quận 7. Dạ, dạ rồi. Nhà quận 7 là mình ở với ai? À ở quận 7 là mình thuê trọ ở một mình thôi à? Ừ, thuê trọ quận 7. Rồi mình làm vào đây làm phụ quán là cụ thể là quán gì? Dạ quán nhậu ở quán ốc à. Ừ. Dạ bây giờ là đi chuyển xuống đây là xuống Tân Bình này là làm chuyển xuống đây làm luôn, mới xuống được có một tuần nào. Ý là chị từ Hải Phòng vô Sài Gòn lâu chưa? Trước kia thì từ 2003 tới 2009 thì có ở rồi và sau đó thì cũng gãy cánh một lần rồi đi lấy chồng ở bên Hàn đó. Lấy chồng bên Hàn thì rồi cũng mới ly hôn cách đây khoảng chừng 6 7 tháng nay à. Và bây giờ hiện tại mình đã về về Việt Nam ở hẳn mà hiện tại bây giờ là đang ở Sài Gòn, ở ở dưới đây nên phụ quán này là ở có chừng khoảng 2 3 tháng nay à. Vào Sài Gòn 2 3 tháng. Là chị đã từng có con gì chưa? Chưa có gia đình, chưa có con. Ừ. Rồi vậy thì chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân lấy chồng Hàn của chị đi, là qua mai mối hay như thế nào? Sao mà ly Thì hôn? đúng rồi, qua qua mai mối đó, ngày đó là cũng theo ước nguyện của mẹ. Mẹ thì cũng bệnh nhá.
Rồi chị cứ chia sẻ đi. Mẹ cũng có bệnh thì mẹ cũng qua mai mối thì cũng không, hai bên thì cũng gọi là qua mai mối thôi chứ không có thương yêu gì hết á. Mà qua bên đó thì cũng do một lần là như kiểu ngôn ngữ bất đồng. Nhưng mình thì cũng cố vì cuộc sống, vì ba mẹ thôi, thì về bên đó cũng không có hạnh phúc cho lắm. Tới hồi biết đường về, biết đường đi rồi á, thì mình bây giờ mình kiểu theo là không có hợp á. Thế mình bây giờ mình về đây luôn, là không có con cái gì hết á. Mà qua đó người ta không có yêu thương mình hả? Dạ không, mới đầu thì hứa hẹn đủ điều. Rồi mà sau đó qua bên đó là nó không có thương yêu mình hết á. Mình cũng cố gắng để mình bươn trải cuộc sống, thì bây giờ không còn ai, không còn ba mẹ gì hết, thì mình cũng tự bươn trải thôi. Nhưng mà thấy cuộc sống nó quá khó khăn với mình. Nhưng mà ly hôn vậy là đã giấy tờ này kia đủ hết chưa? Nó như kiểu bên nhà trai đó là họ ly hôn, bên như kiểu tự ly hôn thôi chứ không có giấy tờ gì hết á. Ừ, là qua đó là chồng mình làm gì bên đó? Qua bên đó là chồng mình làm bên làm bảo vệ trường học. À, trường tiểu học á. Bất đồng ngôn ngữ ngoài chuyện vợ chồng mình có hòa hợp với nhau không? Mới đầu thì anh ấy cũng thương yêu. Nhưng mà không có hòa hợp. À, với lại cái điểm đó cũng là cái điểm chính đó đúng không? Không hòa hợp á. Dạ đúng rồi. Rồi là tự ly hôn xong là tự mình về Việt Nam luôn. Dạ, tự mình về. Đi về thì mẹ có nói như thế nào không? À, cái ngày về thì cũng cái thời gian mà chuẩn bị đi Hàn đó là mẹ mình mất. Mất xong cách đây cũng mười mấy năm rồi, từ 2009 tới giờ. À, trời ơi, lâu vậy luôn hả? Mà nhắc lại thấy chị vẫn còn xúc động quá nè. Là tính ra là chị đi Hàn 2009 hả? 2009 tới 2022 mới về đây. Ủa gì, chị ở bên Hàn cũng lâu dữ vậy hả? Cũng lâu mà, nhưng mà kiểu mình cũng chưa có mười mấy năm. Rồi. Ừ. 13 năm. 13 năm mới về lại Việt Nam, tự túc đi chi phí. Vậy thời gian ở bên Hàn là chị làm gì để có tiền? Bên đó mình cũng lắp ráp điện thoại rồi làm đủ công việc hết á. Thế là về Việt Nam có được dư tiền không? Thì cái công việc cuối của mình trước khi về là mình có làm phụ quán bên đó mình mới về. Về có mang được số tiền nào về không? Mười mấy năm dành dụm được không? Mười mấy năm vậy chứ còn mình làm thời gian thì cũng không có bao nhiêu, nên là cũng không có dư giả cho lắm. Cũng gọi là đủ ăn qua ngày thôi, tại ở vậy chứ cũng đâu có được đi làm đâu. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào? Một người biết yêu thương, chia sẻ công việc hàng ngày với cả đùm bọc lẫn nhau chứ đừng có chi ni quá, cũng sợ cái cuộc sống trước đây. Là lý do vì sao chị lại quyết định vào Sài Gòn mà không về quê của mình? Quyết định vậy là vì bây giờ ba mẹ thì không còn, giờ chỉ còn họ hàng thôi. Bây giờ mình cũng phải tự bươn trải thôi chứ. Là nhà mình không còn anh chị em gì hết hả? Anh chị em bây giờ là chỉ còn đứa em sinh năm 96 cùng cha khác mẹ. Rồi ok, chị còn yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu một... Nói về cái này thì chắc mình cũng hơi ngại chút xíu. Nói về là mình có... không có biết nấu ăn cho lắm mà không muốn làm dâu. Là bị sợ làm dâu bên Hàn á hả hay sao? Từng làm dâu một lần đấy nên là mình có thể vẫn còn cái ác cảm á. Cái đó tùy người thôi. Nếu mà có người phù hợp thì mình cứ thử xem sao. Rồi ok, nhưng mà cái phần gọi là nếu mà mình được chọn đó, thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn với mình ha. Và có người phù hợp với chương trình sẽ thông báo sớm cho mình nha. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn chị ạ. Dạ em chào chương trình ạ. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đi chị. Chị xin tự giới thiệu, chị là Đào Thị Duyên, sinh năm 70. Quê quán là Thanh Hóa, cụ thể là ở hiện tại là thị trấn Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa. Chị ở Thanh Hóa. Nghề nghiệp của chị là giáo viên tiểu học.
Rồi, nếu mà ở Thanh Hóa vậy chị có vào thành phố Hồ Chí Minh ghi hình được không? Được ạ. À, rồi, ok. Bây giờ chị nói một xíu về những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? Điểm mạnh của chị là tự tin, sống tình cảm và hay quan tâm đến mọi người trong gia đình, quan tâm đến mọi người, là một người phụ nữ của gia đình, thích sạch sẽ gọn gàng và sở thích là thể dục thể thao và thích đi du lịch. Đấy là cái điểm mạnh của chị. Điểm yếu của chị là hay quên, dễ tin người và đôi khi là thật thà thẳng thắn quá thì cũng là vừa là ưu điểm nhưng cũng là vừa là nhược điểm. Đấy là cái để giới thiệu với chị. Trước đây là chị đã từng lập gia đình chưa? Chị lập gia đình một lần từ năm 96 thì năm năm 95 chứ được hơn một năm thì chị cũng có em bé nhưng sau nó bị hỏng thì bác sĩ làm hỏng đi rồi chữa mãi chẳng được thì chị ở vợ chồng ở với nhau được hơn 22 năm thì anh ấy muốn có tương lai thì chị mới chia tay đấy. Đấy. Là chị chưa có con gì luôn. Chưa có con gì. Bây giờ đến cái tuổi này thì chị cũng chia tay được hơn 6 năm rồi nhưng mà bây giờ là ở một mình thấy nó cũng buồn buồn mà để sau này mình về hưu đó là có một mình rồi là nghĩ là tuổi già nó cũng buồn nên là cũng muốn tìm một người bạn để mình tuổi già cho nó khỏi cô đơn. Trước đây chị cũng có nuôi cháu nhưng mà cháu bây giờ nó học đại học sau nó lấy vợ nó lại cũng ở Hà Nội rồi nó cũng không có ở nhà với mình đấy. Là trong 22 năm là cũng cố gắng để có con mà không có được hả chị? Đúng rồi cũng cố gắng nhưng mà rồi lúc đó là rồi điều kiện kinh tế rồi đủ mọi vấn đề khoa học nó cũng chưa hiện đại lắm đấy em cũng chữa mãi mà không được đấy. Là Mà tới giờ là chồng chị đã có người khác chưa? chồng thì khi mà vợ chồng đang ở với nhau thì đúng chung cũng ở rất hạnh phúc nhưng mà sau thì nhà chồng đấy lại chả hiểu làm sao lại chị đi dạy ở nhà rồi lại trốn đi dẫn anh đi là cái kiểu mang chầu cau đi lại cho một người khác với một người khác sau chị mới quyết định chị chia tay đấy thì anh đã lên sau một tháng là anh cưới vợ luôn. Ok, rồi bây giờ chị mong muốn tìm một cái hình mẫu như thế nào ha? Chị thì cũng muốn tìm một hình mẫu một người bạn đời là tuổi đời hơn chị khoảng từ 2 đến 6 tuổi hình đấy còn hình thức thì cũng ưa nhìn chút là được. Quê quán vùng miền với công việc thì sao chị? Còn về quê quán thì ở đâu cũng được chị không quan trọng nhưng mà nếu mà được gần thì càng tốt đấy. Còn nghề nghiệp thì chị cũng muốn người có công việc ổn định nghề nghiệp hoặc công việc ổn định mà cũng có nhà cửa ổn định nếu mà người làm việc nhà nước thì càng tốt đấy. Rồi chị có ví dụ lấy chồng chị có theo chồng được không? Có chị quan trọng là tình yêu đủ lớn ở đâu chị cũng ở được. Về chị có mình chị đi đâu chị cũng ở được mà chị rất dễ thích nghi dễ hòa với mọi người nên là sống ở bất kỳ đâu chị cũng sống được. Chị có thường vào Sài Gòn không? Chị thì chị hay đi du lịch vừa rồi mới đi du lịch Phú Quốc Cần Thơ về đấy còn Sài Gòn thì cũng đi du lịch thôi chứ còn vì trong đó không có anh em không có người trong đây nhà trong đấy nên là chị lại chị thích đi chơi đi du lịch cứ hè là chị hay đi. Rồi rồi, ok, hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Còn nếu mà mình được chọn vào vòng 2 cũng như là có cái người phù hợp đó, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết ha. Chị cảm ơn chương trình. Dạ rồi, em chào. Tiếp của chương trình thôi chị, cho nên là bọn em cũng xin phép là tụi em sẽ tắt cái cam cho cái đường truyền nó được tốt hơn á. Còn chị tham gia chương trình thì bên em sẽ có quay một cái đoạn clip phỏng vấn chị á. Cho nên là khi mình chia sẻ thì mình nói chuyện tươi vui rồi chia sẻ chân thành giùm em nha. Dạ, với lại ngồi thẳng lưng lên. Rồi ok chị, bây giờ đầu tiên giới thiệu họ tên rồi công việc tuổi tác quê quán của mình giùm em nha chị. Chị là Dương Thị Ngọc Nguyệt, tuổi 47, quê ở Đà Nẵng. Công việc chị là gì ạ? Chị làm tự do, làm Tự do là chị cụ thể về cái công việc giùm em với ạ. chị làm mấy mảng bất động sản cộng vé máy bay. Rồi
Hồi trước chị có làm nghề gì khác không? Cũng kinh doanh hết Chuyên môn. Ừ. mình tự kinh Rồi chị doanh nói. hết Dạ rồi, chị nói một chút về cái điểm mạnh, điểm yếu của chị giùm em ạ. À. à, điểm mạnh của mình là cá tính mạnh mẽ, thích mạnh mẽ. Thấy em là thích đi du lịch, thích những cái hội họp hòa đồng với mọi người, muốn giao lưu tất cả mọi người. Còn điểm yếu của mình thì hay có cái là rụt rè, một cái kiểu là nó hơi mạnh mẽ mà thành ra là nó hơi làm cho có nhiều người họ cũng không có thích cái quá mạnh mẽ như vậy, mình cảm thấy là như Ừ. Chị trước giờ mình đã kết hôn chưa ạ? cái hôn rồi mình có hai con rồi. Dạ, rồi chị nói về cái hôn nhân đó giùm em đi. Tại sao mình ly hôn ạ? À? Hồi đó mình là nhút nhát lắm, khi mình ở nhà cứ lo đi làm, lo cho chồng con, lo gia đình, không biết uống cà phê, cứ đi làm xong về nhà lo cho con cái cái đó, xong mới là chồng đi ra ngoài gặp đi học, gặp nhiều bạn bè rồi đồ bịch này kia, cái mình thích. Ừ. Là ở được bao lâu chị, rồi hai đứa con chia tay thì ai ai nuôi? À, hồi lúc đó là chị nuôi, con nhỏ là hai đứa chị nuôi hết. Bây Bây giờ giờ con bao nhiêu nó tuổi lớn rồi? rồi, con chị 21 rồi, đứa đầu 21, đứa nhỏ là 16. Chị ở với chị hết hả? Hiện tại thì nó đi về, ba nó đi đi về về thế đó, hiện Ba nó ở gần đó hay sao chị? cũng gần khác quận thôi. Rồi, chị bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào? Chị muốn tìm một người như thế nào chị? Chị muốn tìm một người cũng cái là có cái tình cảm, là chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Thì mình cũng lớn rồi, mình cũng muốn nó có một cái gia đình nó trọn vẹn tí, quan tâm và hiểu biết đấy, cũng là một người của xã hội. Rồi quê quán của người đó, rồi tuổi tác người đó thì như thế nào ạ? Chị không 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 quan trọng là quê quán, chủ yếu là họ hợp với mình thôi, trong cái cung cách ăn nói hay là trong cuộc sống như vậy. Còn tuổi thì có thể tuổi tốt là được. Ừ. Rồi, điểm chị không thích ở người đàn ông là gì ạ? Bài bạc, rượu chè, nói chung là có thể là mình mê, ví dụ trong cái giao tiếp, trong cái quan hệ, trong công việc thì có thể là mình tiếp khách hay là như thế nào đó thì có thể được, nhưng mà không có phải giống như uống rượu là uống uống mà để say bét nhè rồi về la vợ con này kia, là mình không thích cái đó. Như vậy đó. Dạ rồi, mình đi theo chồng được không? Mình đang ở Đà Nẵng nè, thì cái khu vực được không chị? Được, mình Ừ. có thể muốn mà hợp với nhau thì mình không có quan trọng là cái tỉnh thành nào cả, nhưng mà nếu là có duyên gặp và hợp tính tình
nhưng mà mình thích rồi. vào miền trong hơn là miền ngoài. Dạ rồi, ok chị. Rồi nếu được chọn thì bên chương trình em liên lạc lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn. Rồi.